Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, bệnh đậu dê là một bệnh truyền nhiễm chung cho cả dê và cừu. Bệnh lây lan nhanh với các mụn đậu xuất hiện ở nhiều chỗ trên da mặt và liên mạc miệng, mũi, vân vân. Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây nên nhiều thiệt hại về kinh tế cho người nuôi. Do đó, cần có những biện pháp xử lý kịp thời để hạn chế nhất thiệt hại do bệnh gây ra. Ngày sau đây, Dr. Vet sẽ cùng các bạn đi nhận biết về bệnh đậu trên dê và cách phòng trị hiệu quả. Bệnh đậu dê do virus gây ra. Virus bệnh đậu dê có thể tồn tại nhiều tháng trong môi trường và có sức đề kháng cao với các loại hóa chất thông thường. Đường lây truyền chủ yếu của bệnh là thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa gia súc mẫn cảm với gia súc bệnh hoặc gián tiếp thông qua phương tiện hoặc vật dụng nhiễm virus. Với những đàn mẫn cảm, tỷ lệ chết cao. Về triệu chứng của bệnh, bệnh thường phát sinh vào mùa xuân, mùa hè khi thời tiết nóng ẩm. Thời gian ủ bệnh của dê là từ 5 đến 7 ngày, nhưng cũng có thể tới 21 ngày. Về biểu hiện, dê sốt cao 40-42 độ C, kéo dài từ 3-5 ngày, thở nhanh, mí mắt sưng, chảy nước mắt và dịch mũi, kém ăn, nằm một chỗ, đứng với dáng liệu nâng cong. Khoảng 2 ngày sau, trên da mặt, quanh miệng hoặc các vùng ít lông như bẹn bìu, mặt dưới đuôi và vú, dưới âm hộ xuất hiện các mụn đỏ như hạt đỗ, hạt ngô, lúc đầu nhỏ, sau mọng trắng và vỡ loét ra, chảy dịch, đóng vảy lâu đen, đó là vảy đậu, vảy bong ra để lại vết sẹo đỏ, các mụn đậu mọc lên trên các đám da khác. Quá trình này dễ quan sát ở những vùng da bị rụng lông, liêm mạc miệng, liêm mạc mũi. Về biến chứng thường gặp, các mụn đậu mọc ở kết mạc mắt thì khi vỡ ra làm cho dê bị mù. Mụn đậu mọc ở liêm mạc miệng, mũi và khí quản gây viêm màng giả và có thể làm cho dê thở khó, suy hô hấp. Mụn đậu mọc quanh núm vú gây lở loét núm vú. Khi bị nhiễm trùng kế phát do các loại tạp khuẩn thì các mụn loét mưng mủ vỡ loét thành vết thương lâu lành. Nếu dê lành bệnh sẽ có miễn dịch bền vững và lâu dài với virus đậu. Cần chẩn đoán phân biệt bệnh đậu dê với các bệnh như bệnh viêm loét miệng truyền nhiễm hay còn gọi là bệnh lở miệng, bệnh lưỡi xanh, bệnh viêm da do nấm, bệnh nấm vẩy, bệnh ghẻ. Về bệnh tích, có mụn đậu ở ngoài da và trong niêm mạc mũi, miệng, quanh mắt và lúm vú ở dê cái. Khi mổ khám, ngoài bệnh tích ngoài da còn thấy trên niêm mạc thanh quản, khí quản, thực quản, dạ cỏ, dạ múi khế, ruột già, âm đạo, vùng vỏ thận, gan và dịch hoàn, những bệnh tích tương tự trên da. Bệnh tích ở phổi thường gặp là các nốt đậu nhỏ màu xám lan tràn và là một trong những nguyên nhân chính làm cho dê bị chết vì suy hô hấp. Ngoài ra, người ta còn thấy bại huyết do kết hợp với một số bệnh nhiễm khuẩn khác. Dê mang thai thường xảy thai khi bị bệnh đậu, một số dê non mắc bệnh còn thấy ỉa chảy nặng, chết nhanh và khi virus đậu tác động đến niêm mạc ruột. Về điều trị bệnh, hiện nay chưa có thuốc đặc trị đặc hiệu, do vậy khi phát hiện dê mắc bệnh cần có các biện pháp hạn chế bệnh lây lan và thiệt hại. Bước thứ nhất, cần tách riêng dê bị bệnh, nếu tổng đàn có số lượng lớn thì nên tiêu hủy ngay những dê mới mắc bệnh để hạn chế lây nhiễm và nhanh chóng báo lên cơ quan cấp trên để khoanh vùng dịch bệnh. Bước 2, phun thuốc khử trùng toàn bộ chuồng nuôi và khu vực chăn thả. 1 đến 2 ngày phun khử trùng một lần. Bước 3, tiêm vaccine đậu dê cho tất cả các dê từ 1 tháng tuổi trở lên. Bước 4, trộn thêm vitamin C, vitamin B complex vào khẩu phần ăn hoặc pha nước uống để tăng sức đề kháng. Các bạn có thể tham khảo các dòng sản phẩm như Catrolite hoặc Anti-Stress KC để tăng sức đề kháng, hạn chế stress. Ngoài ra, bổ sung sản phẩm Bicom VFS giúp tăng hấp thu, giải độc, tăng tính thèm ăn cho dê. Với những dê mắc bệnh có thể điều trị theo phương pháp sau. Thứ nhất, về điều trị cục bộ, bôi các dung dịch sát trùng lên mụn đậu. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm như sản phẩm Iodina Còng của VB Phạc Ma. Bôi lên mụn loét làm cho mụn đậu đóng vảy nhanh, bong ra, làm liền sẹo nhanh. Lưu ý trước khi phun xịt, nên dùng khăn sạch hoặc nước muối sinh lý rửa sạch vết thương. Thứ hai, về điều trị toàn thân, tiêm kháng sinh để chống viêm và nhiễm trùng kế phát. Tiêm từ 3 đến 5 ngày liên tục. Các bạn tham khảo sản phẩm Biocilin 150LA. Nhóm trợ sức, trợ lực, các bạn có thể tham khảo sản phẩm Butasan 100. Nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, các bạn có thể tham khảo sản phẩm Keprofen. Để phòng bệnh, đậu dê, biện pháp hiệu quả và kinh tế nhất là tiêm vaccine phòng bệnh. Vaccine nhược độc có hiệu quả miễn dịch tốt hơn vaccine vô hoạt. Lưu ý, tiêm vaccine đậu cho dê từ 1 tháng tuổi trở lên và tiêm nhắc lại 6 tháng một lần. Luôn giữ chuồng nuôi sạch sẽ, ấm áp vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè. Thường xuyên vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi với Belucid hoặc Desol Super khi có vật nuôi hoặc Desit 400 khi không có vật nuôi. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn nhận biết về bệnh đậu trên dê và cách phòng trị hiệu quả. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ bổ sung thêm kiến thức cho các bạn trong quá trình nuôi dê. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của kênh Dr. Vet
Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về dê cừu hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.